Xin chào các bạn, chúng ta đang ở trong mô 8 của khoa học lập trình Bluetooth của Cardano 2VN. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài học 8.2, tìm hiểu một số kiểu dữ liệu và các hàm làm việc với tài sản trong Bluetooth TX. Sau đây là nội dung bài học. Chúng ta bắt đầu với các kiểu dữ liệu liên quan đến định danh tài sản. Thứ nhất là Currency Symbol, chính là Policy ID của tài sản. Thứ hai là Token Name, tên của tài sản. Thứ ba là Access Class, là dạng gộp của hai thành phần trên, cung cấp một định danh đầy đủ của tài sản. Đây là các định nghĩa của chúng trong Bluetooth TX. Currency Symbol có một Value Contractor duy nhất, cũng tên là Currency Symbol. Contractor này có một trường dữ liệu duy nhất, kiểu Built-in Bind String. Kiểu Token Name, cũng được định nghĩa tương tự. Như vậy, đây là hai kiểu dữ liệu đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng chúng gần giống như với chuỗi. Kiểu Access Class cũng có một value constructor duy nhất. Chứa một trường dữ liệu là một cặp hai phần tử kiểu Currency Symbol và Token Name. Như vậy, một giá trị kiểu Access Class thể hiện định danh đầy đủ của một tài sản, giúp chúng ta xác định một loại tài sản duy nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem kiểu dữ liệu đặc trưng cho giá trị tài sản là Value. Đây là định nghĩa của nó. Nó cũng có một constructor duy nhất với một trường dữ liệu duy nhất có kiểu là hai map lồng nhau. Trong Haskell, map là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu dạng từ điển. Kiểu dữ liệu này cũng tồn tại ở nhiều ngôn ngữ khác với những tên gọi khác nhau như Dictionary hoặc HashMap. Dữ liệu trong map được lưu trữ thành một tập hợp các cặp khóa và giá trị với mỗi khóa là duy nhất, cho phép chúng ta nhanh chóng tra cứu giá trị dựa vào khóa được liên kết với nó. Quay trở lại với kiểu value, chúng ta có một map lớn ở bên ngoài chứa các cặp khóa giá trị với khóa là currency symbol và giá trị là một map khác nhỏ hơn. Map nhỏ này lại có các khóa là token name và giá trị là số lượng của chúng. Để cho dễ hình dung, chúng ta sẽ xem xét một hình ảnh minh họa. Đây là một giá trị tài sản chứa 5 loại token. Chúng ta có thể tưởng tượng giá trị này sẽ được lưu vào cấu trúc của kiểu value sau hai lần phân loại. Ở lần đầu tiên, map lớn bên ngoài sẽ phân vùng chúng theo currency symbol hay chính là policy ID chúng ta thu được hai cặp khóa giá trị với khóa là các policy id và giá trị là các map nhỏ hơn trong mỗi map nhỏ hơn tài sản lại tiếp tục được phân chia theo khóa là tên tài sản và giá trị tương ứng là số lượng của từng một loại tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem xét một số hàm làm việc với tài sản đầu tiên là hai hàm khai báo giá trị currency symbol và token name của ada ada symbol và ada token chúng là các hàng số với giá trị là các byte string rỗng hàm tiếp theo access class tạo ra một định danh đầy đủ kiểu access class của một tài sản từ hai thành phần Currency symbol và token name của nó tiếp theo hàm singleton giúp tạo ra một giá trị đơn tài sản value từ ba tham số đầu vào là currency symbol, token name để xác định loại tài sản kèm theo số lượng của nó kiểu integer. Hàm access class value cũng thực hiện công việc tương tự, nhưng thay vì truyền vào hai thành phần riêng rẽ currency symbol và token name thì nó nhận vào một định danh đầy đủ access class. Khi muốn lấy ra số lượng của một loại tài sản ở trong một giá trị thì chúng ta sẽ sử dụng hàm access class value of hàm này nhận vào value là giá trị tổng tài sản và asset class là định danh của tài sản cần trích xuất hàm sẽ trả về số lượng của tài sản đó kiểu integer bây giờ chúng ta sẽ xem một số hàm khác làm việc với giá trị tài sản đầu tiên chúng ta có hàm append hàm này thực hiện ghép nối hai giá trị cùng kiểu để tạo ra giá trị kết hợp giữa chúng chúng ta sẽ sử dụng hàm này để cộng hai giá trị value. Hàm tiếp theo em con cũng làm nhiệm vụ tương tự như hàm trên nhưng nó thực hiện ở trên một danh sách nhiều phần tử. Chúng ta sẽ sử dụng nó để cộng tổng tất cả các giá trị value được lưu ở trong một danh sách. Tiếp theo, chúng ta có hàm inv. Hàm này thực hiện việc đảo dấu giá trị số lượng của các tài sản ở trong một value. Số lượng của các tài sản ở trong value sẽ được đảo từ dương sang âm hoặc ngược lại. Hàm zip thực hiện trừ hai giá trị value. Cuối cùng, chúng ta có hàm flatten value có tác dụng làm phẳng các giá trị value đưa nó về dạng danh sách các bộ ba phần tử: currency symbol, token name và integer. Kiểu value có cấu trúc khá phức tạp và khó thao tác khi đưa nó về dạng này chúng ta sẽ dễ dàng thao tác hơn đối với nó. Bây giờ, chúng ta sẽ mở cốt lên và thử chạy các hàm này. Trong thư mục Lecture của Module 8, các bạn hãy mở file Access Functions. Các kiểu dữ liệu và hàm mà chúng ta vừa xem chủ yếu nằm trong thư viện Bluetooth V1 Lecture Value. Một số hàm khác nằm trong Bluetooth TX Monoid và Bluetooth TX Prelude. Đầu tiên, chúng ta sẽ biểu diễn một số giá trị với tài sản là ADA. Hàm ADA tạo ra Access Class của ADA. Chúng ta dùng hàm Access Class truyền vào ADA Symbol và ADA Token. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một giá trị ADA, sum ADA Value. Sử dụng hàm Access Class Value, truyền vào Access Class của ADA và số lượng là 1 triệu lưu ý rằng số lượng ADA được tính bằng đơn vị lớp lex, nghĩa là sum ADA value chứa 1 triệu lớp lex tương đương với 1 ADA. Hàm ADA amount. Chúng ta sẽ thử trích xuất số lượng ADA từ giá trị vừa tạo sử dụng hàm asset class value of. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy các hàm này để xem kết quả của chúng. Trên terminal, mình đã chạy sẵn Cabal Repo và load module access functions cùng với import thư viện Bluetooth V1 Lecture Value. Trước tiên chúng ta sẽ thử xem giá trị của ADA Token và ADA Symbol. ADA Token Như chúng ta thấy, nó là một giá trị built-in by string rỗng. Tiếp theo, ADA Symbol Nó cũng là một giá trị rỗng, nhưng cách hiển thị khác một chút so với token name. Chúng ta thấy, không có hai dấu nháy kép bao quanh giá trị của nó và đây là cách hiển thị chung ở trên terminal của các giá trị kiểu currency symbol rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy hàm ada giá trị trả về là access class của ada một tuple có hai phần tử là hai byte string rỗng một cái có dấu nháy kép một cái thì không tiếp theo sum ada value và đây là cách một giá trị value được hiển thị nó khá là khó xem bên ngoài là constructor bên trong là một cái map có một cặp khóa giá trị duy nhất với khóa là ADA symbol string rỗng giá trị là một map con map con này cũng có một cặp khóa giá trị với khóa là ADA token và giá trị là một triệu ok chúng ta chạy tiếp hàm ADA amount rồi số lượng trả về là một triệu Tiếp theo, chúng ta sẽ khai báo một số custom token. Token 1. Có policy ID là như thế này. Token name là TK1. Token 2. Có cùng policy ID. Token name là TK2. Van 1 chứa 1000 token 1. Nghìn, tốc một. Van 2 chứa 2000 token 2. Nghìn, tốc hai. Tiếp theo van 3 chúng ta sẽ không sử dụng hàm access class value nữa mà dùng hàm singleton. Truyền vào policy ID token name là TK3. Số lượng 3000. Rồi, chúng ta sẽ thử xem kết quả của token 1. Ok. Policy ID và token name. Van3 CD33, TK3, số lượng là 3.000. Bây giờ chúng ta sẽ dùng các phép toán để tạo ra các giá trị đa tài sản. Sum van 1, 2, bằng van 1 cộng van 2. Token 1 và token 2 có cùng policy ID. Chúng ta hãy xem kết quả hiển thị thế nào. Map lớn bên ngoài chứa một phần tử duy nhất mới khóa là policy ID chung của hai token. Map nhỏ chứa hai phần tử. TK1 1000 và TK2 2000. Sum van 133 bằng van 1 cộng van 3 và lại cộng tiếp van 3. Chúng ta xem kết quả. Hai token có hai policy ID khác nhau. Nên map bên ngoài bây giờ có hai phần tử. AB11 TK1 1000 và CD33 TK3 số lượng bây giờ gấp đôi thành 6000. Xăm van 123, chúng ta chuyển sang dùng hàm em Chuyển vào là một danh sách các value. Van 1, van 2, van 3. Và xem kết quả. Rồi, chúng ta thấy token 1 và token 2 đừng nhóm vào cùng một chỗ. Và token 3 nằm riêng một chỗ. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng thử hàm trừ hai giá trị. Sắp văn 1 bằng 5123 trừ 512. Như vậy kết quả trả về phải bằng van 3. Chúng ta sẽ xem. Thay vì chạy ra kết quả, mình sẽ gọi luôn hàm so sánh. Sắp văn 1 bằng bằng van 3. Ok, kết quả trả về chính xác. Tiếp theo, sắp văn 2 bằng văn 1 trừ văn 3. Tốc cần 1 số lượng là 1.000 và tốc cần 3 số lượng là âm 3.000. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng thử hàm đạo dấu INV. INV văn 1 bằng văn 1 đạo dấu. Ok, số lượng được đổi thành âm 1000. In van 2 bằng sắp van 2 đảo dấu. Sắp van 2 thì bằng van 1 trừ van 3. Như vậy, in van 2 bằng van 3 trừ van 1. Mình sẽ lại kiểm tra bằng một phép so sánh. Trước tiên, chúng ta cần import Bluetooth TX Monoi để có thể dùng được di sắp trên terminal. In van 2 bằng bằng di sắp Van 3, Van 1. Ok, nó có kết quả là True. Ở phần cuối cùng, chúng ta sẽ chạy Flatten Value. Làm phẳng giá trị Sam Van 1, 2, 3. Rồi, kết quả trả về là một danh sách gồm 3 tuple tương ứng. Như vậy, chúng ta đã vừa đi qua một lượt các hàm Bluetooth TX thường dùng với tài sản. Ngoài ra, trong thư viện Bluetooth v 1 Lecture Value còn có một số hàm khác. Ví dụ như Split, Union with, một số hàm so sánh, vân vân. Các bạn hãy tự tìm hiểu thêm về chúng ở trong tài liệu này. Nếu các bạn chưa biết cách mở thư viện này lên thì mình đã có hướng dẫn ở trong bài 5.2. Các bạn hãy xem lại video đó. Và bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bài học sau. Nếu các bạn thấy thông tin này là hữu ích, hãy đăng ký kênh của chúng tôi bằng cách click vào nút chuông ngay bên dưới video này. Các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin khi chúng tôi ra những video mới. Nếu bạn muốn gia tăng thêm số ADA trong tài khoản của mình, hãy staking đến pool vị hoặc pool hada của chúng tôi. Hướng dẫn staking chi tiết có ngay trong QR code các bạn thấy trên màn hình. Xin cảm ơn.